Mến chào mấy anh em nha. Nay mình mới download cái phần mềm karaoke trên máy tính về mình làm tập làm thử anh em ơi. Giờ dịch bệnh à, không có làm gì thôi, đau mấy cái trên mạng về mình tập mình làm karaoke nha anh em. Anh em xem mình tập làm chơi nha. Giờ mình dán cái đường link lời bài hát vô đây nha. Đấy, dán xong rồi đấy. Dán xong bắt đầu mình quăng nó qua đây. Ok cho nó qua đây. Đấy, qua nè. Rồi, với mình chỉnh cho cái chữ nó là chút lại nha anh em. Chỉnh xuống đây cho hai dòng chữ nha. Đó, hai dòng chữ. Với mình đổi cái kiểu chữ nó một chút. Mình lựa cái phông chữ khác mình đổi. Phông này đi. Đấy, còn hơi nhỏ ha, còn hơi nhỏ thì mình đẩy nó lên. Chỗ này nè, chỗ này đẩy cho nó nhỏ lại đó, to to lên ha. Với phần này mình chỉnh cái màu viền, chỉnh màu viền đen cho nó luôn đó. Cái phần đỏ đỏ này là mình đổi lại màu xanh nha, đổi lại màu xanh này mình làm cho tông nam. Khi nào hát thành karaoke là chữ nó chạy màu xanh nha anh em. Rồi mình vô nốt nhạc mình chép nhạc MP3 vô nha, nhạc không lời của MP3. Nó chạy vô. Rồi bắt đầu làm nha anh em. Mình mới tập thôi nha, chứ chưa có gần mấy nha. Anh em có sơ sót anh em thông cảm nha. Thank you.
nghe nốt nhạc cho mình đánh chữ vô. Bấm một cái là một chữ nha anh em, nhấn dài thì mình nhấn mép, lẹ thì mình nhấn nhả. Mà mình đánh chữ xong rồi nha anh em. Bây giờ mình nghe lại, tại vì nghe lại mình mới biết chỗ nào dư nó thiếu rồi mình chỉnh sửa lại. Chữ khoai này nó hơi cục nè, mình kéo dài nó ra. Mấy cái đuôi mình hơi dài dài chút. Rồi mình tạm ngưng cái video, mình chỉnh sửa xong rồi mình up lên cho anh em xem đây tiếp nha. Chơi chỉnh sửa hơi lâu lắm. Rồi vậy là chỉnh sửa xong rồi đó anh em. Bây giờ mình chèn cái hình nền chỗ này nha. Chèn cái hình màu xanh. Up nó vô. Đó, úp vô đó anh em. Hồi mình chỉnh sửa mình xóa cái màn xanh bỏ, mình lấy chữ. Thank you.
Rồi ngang khúc vậy thôi, rồi mình xuất video nha anh em. Giờ mình xuất cái video này ra, up vô máy tính. Ok, video đang chạy rồi, kết thúc video nha anh em, bye bye anh em nha.